các bạn nghe. Thì mình tin rằng nếu mà có một sự chuẩn bị tốt thì sẽ giúp cho cái chuyến đi du lịch của mình nó sẽ hoàn thiện hơn và thêm ý nghĩa hơn á. Vậy nên hôm nay mình sẽ làm cho các bạn một cái video này để hỗ trợ cho các bạn khi các bạn đi du lịch ở trên Sapa. Để di chuyển lên Sapa thì hiện tại trên đây chưa, Lào Cai chưa có sân bay nhé. Nên các bạn có thể di chuyển bằng tàu hoặc là xe thôi. Tàu thì các bạn sẽ lên tại trung tâm thành phố Lào Cai luôn. Và giá vé của nó thì mình cũng không chắc lắm, nó khoảng 200 đến 300 ngàn chi đó. Và lên đài ga thì các bạn có thể thuê xe máy để chạy lên Sapa 40 cây số. Và cái cung đường mình nói là nó rất đẹp các bạn nhé. Các bạn nên chạy xe máy cũng rất là đẹp. Hoặc hai là các bạn có thể đón xe buýt tại ngay cửa ga các bạn. Có biển xe buýt đó thì xe số 2 và xe số 1, các bạn sẽ đi trực tiếp từ Lào Cai Sapa, vé nó khoảng 30 ngàn. Còn nếu mà các bạn mà đi xe ô tô á, thì hiện tại mình có hai xe có thể giới thiệu các bạn được, đó là xe Hà Sơn và xe Sao Việt, hai nhà xe lớn nhất. Thì xe Hà Sơn thì nó xuất phát từ bến xe Mỹ Đình ở Hà Nội các bạn, rất là bến xe Mỹ Đình. Còn xe Sao Việt thì xuất phát từ bến xe Giáp Bát và bến xe Nước Ngầm ở bên quận Thanh Xuân á. Nếu các bạn đi xe thì lên trên đây thì thường thường các nhà xe đều có xe trung chuyển đến tại khách sạn cho các bạn, nên các bạn yên tâm các bạn nhé. Còn về trọ thì các bạn sẽ trọ ở đâu á, thì theo như mình quan sát thì ở trên Sapa thì đa phần các khách sạn nó đều ở quanh thị trấn hết, nên các bạn book ở chỗ nào cũng được, các bạn thấy tiện với hợp lý thì các bạn book thôi. Còn ở thành phố Lào Cai thì các bạn có thể book ở trung tâm thành phố, ví dụ như phường Cốc Lếu này, phường Lào Cai và phường Phố Mới, là đó là ba cái phường trung tâm. Các bạn book thì sẽ tiện cho các bạn ra biển xe, ra ga tàu hay là di chuyển hơn rất là nhiều. Còn về cái lưu ý thì mình có thể hỗ trợ cho các bạn hai cái lưu ý. Thứ nhất là về Sapa thì thời tiết nó khá là lạnh các bạn nhé, và đôi khi có mưa nữa, nên các bạn nhớ mang nhiều áo ấm dù mình một chút, có thể cầm theo ô luôn để các bạn đi dạo bộ nó ngắm cảnh rất là tuyệt đấy các bạn. Và thứ hai nữa là các bạn nếu mà có đi xe máy hoặc lên đó có thuê xe máy thì chú ý dù mình chút là công an các bạn nhé. Các bạn đi phải chú ý đường một chiều, và Sapa có đường một chiều các bạn nhé. Và cái qua đường hoặc là rẽ các bạn phải bật xi nhan cho mình, bật chú ý cho mình để tránh những cái thổi nó hơi vô lý. Các bạn chú ý cho mình nhé, qua đường bật xi nhan và chú ý đường một chiều. Mình chỉ chia sẻ những thông tin cơ bản này thôi, còn các bạn có thể tìm hiểu hơn và tìm hiểu về kỹ hơn về chỗ ở, rồi ăn gì, rồi đặc sản gì, hay là có gì hay thì các bạn có thể search thêm lên Google để chuẩn bị cho cái chuyến đi của mình tốt hơn. Còn về kênh quê hương MT thì mình xin giới thiệu một chút, là với mong muốn mình mang đến cho các bạn những cái hình ảnh chân thực về quê hương của con người Việt Nam mình, đồng bào dân tộc miền núi, nên các bạn có thể đăng ký kênh, subscribe để ủng hộ mình và theo dõi những video tiếp theo của mình. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn có những chuyến đi du lịch vui vẻ.